Vô đề các bạn nha. Giờ bữa nay tập hợp gom sâu hết hàng nè. Để mấy tháng trời rồi. Cái này là cái USB OTG 2.0 16 GB của SanDisk. Mua ngay cái đợt flash sale test không biết như thế nào. Mình sẽ khui em nó ra. Ui, hai cái một lượt các bạn ha. Làm thế nào để lẻ này, cắt đại đi, cắt cũng ngược nữa nè. Rồi. Ở trong không có thông tin gì khác các bạn ha. Rất là nhỏ gọn. Nhỏ gọn các bạn nha. Sao dán ngược rồi. Đây, mình sẽ khui ra để test thử trên cái điện thoại mình coi nó nhận dạng được không các bạn ha. Cái điện thoại hơi cổ xíu tại mình dùng cái SanDisk này 2 chấm thì nó cũng hơi xưa. Nó đòi hỏi cái phần cứng tương thích thì nó cũng vừa phải thôi, đừng có mà đời máy dòng máy cao quá thì nó khó tương thích nữa các bạn. Cũng có những cái cáp OTG các bạn, mình mở thì là nó không có tương thích được. Wow, cái này nhỏ xíu xíu ta, không biết ok không. Đây đây, rất là nhỏ vậy nha, nhỏ ngón tay lóng tay út của mình một lóng. Thì đây là cái cắm cái cổng USB nè. Rồi cái chip gì mà tí nị rồi bằng cái móng tay rồi. Bằng cái móng tay thôi, con này nó chiếm hết phần nửa cái USB à. Mấy chip này xài bền không nữa, bốn mấy ngàn à. Bây giờ test thử rồi ha, cắm vô cái điện thoại này rồi test thử nè. Mở lên cái tiệp rồi. Đây bộ nhớ thiết bị không có gì ha, giờ mình cắm vô coi nó hiện không nha. Hiện lên mới ok các bạn nha, không hiện là coi như là ok, khá là ổn các bạn ha. Wow, có app kìa, app SanDisk nữa mà. Bạn muốn cài đặt ứng dụng này không? Cài thử coi không biết đủ dung lượng đây. Memory zone đây. Ok, nếu mà đọc được như thế này là ok rồi các bạn ha. Còn thử chép qua vài file. Chép qua vài file để mình kiểm tra cái độ lưu trữ của nó. Thì có thời gian mình sẽ test thêm và test boot của cái USB này. Đây, mở thử ứng dụng này coi. Ứng dụng coi nó báo gì. Keep welcome to new Sunday. Đây. Ai da, báo bên yêu SanDisk photo đám mây lưu trữ auto tôi đồng ý. Nên mình chưa có. À, khả năng là cái này là nó lưu trực tuyến thì phải các bạn ha. À, nó quản lý file rồi nha. Và cái này mình nghĩ là lưu lưu trực tuyến nè, nè có đám mây nè, cloud to nữa mà. Có đám mây nè ha. Để mình chỉnh cái ánh sáng lên xíu. Ồ, cũng sáng hết mức rồi hả? Mình tưởng đâu. Rồi. Thì cái này các bạn có thể lưu trữ ha, đây lưu trữ trực tiếp trên cái đám mây. Đây rất là nhiều thông tin luôn ha. Đây thông tin của ổ cứng nè, ổ cứng USB nè, này ổ cứng của điện thoại. Rồi giờ mình sẽ chép thử cái file này là đang ở bộ nhớ trong của SanDisk ha. Rồi.
Rồi mình vô mình nhớ thiết bị nè, mình sẽ chép thử cái file, cái thư mục này đi. Cái thư mục này là bao nhiêu? 86 MB. Giờ mình chép các bạn nha. Rồi qua đây, rồi dán. Wow, chép rồi các bạn ha. Ok. Mở thử các bạn mở thử file nè. Rồi, mình nháp thôi, để mở nhiều quá cái YouTube nhận diện bản quyền mấy cái âm thanh như là video mà. Rồi ok. Rồi còn lại là mình sẽ test sau cái khoảng mình test sau các bạn ha, mình test sau cái khoảng mà bút của cái USB này. Đây là file PDF. Rồi hướng dẫn về cái USB các bạn ha. Ok, một cái là ok đi. Giờ mình cho qua đi. Rồi. Video này ngắn rồi các bạn ha. Rồi mình thoát USB nè. Rồi ok. Thế thôi. Rồi cái còn lại thì chắc mình nghĩ cũng tương tự thôi mọi nha. Tương tự thôi, cũng không có gì đặc biệt ha. Rồi, cái đăng lại mình để cái video sau đi ha. Video. Rồi, vô luôn cho rồi. Tính làm cái video sau để mình coi nghiệm này coi. Tại vì những cái món này là mình tặng ha. Chứ mình mua nhiều quá mình xài không hết. Rồi, cái này để mình để video sau các bạn nha. Mình test ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.